Chào anh em nha. Hôm nay Di cố tình đi buổi trưa quay cho anh em xem, tại vì hổm rồi không có rảnh quay quay buổi chiều không à, nên là nó không có được quay chiều tối không mà nó không được rõ. Hôm nay là quay những con cá mới vô hũ nha, mới lên hũ hôm qua. Đây là dàn cá mới lên hũ hôm qua nè. Nhưng mà mấy anh em thấy xanh không? Chắc cũng có vài anh em thắc mắc là tại sao nước nó lại vàng như vậy. Hồi nãy Di cũng mới vừa hỏi Tú. Đây cũng là thắc mắc của Di ha. Này là Tú cố tình cá mới nhưng mà Tú để nước vàng á, cho con cá nó dạng hơn, nó mau thuần hơn. À, còn có bên đây nữa nè, anh nè. Đây. Đây. Nhưng mà mấy anh em thấy cá mới đẹp không? Cá mới mà màu đẹp ghê ha. Này là beta nha. Nó dạng nó mau lên màu hơn. Đó. Bữa nay nó đẹp, để đợt nước này cái dạng cá lại chuyển qua nước trắng không á. Đẹp ha. Nhưng mà mấy anh em có thấy là cá mới lên nhưng mà rất là đẹp nha. Vậy gì rồi? Đồ nè, đây. Trời ơi. Bự lắm, có con bự lắm. Quá đẹp anh em. Rồi, cá mới luôn nha. Xin phép ông chủ cho chụp vài tấm hình nè, chứ còn mà để vậy là chụp không được. Nó cũng còn tại mới vô á anh em, cũng còn khá là nhát. Trời ơi, trời ơi, sợ chắc. Đẹp quá. Phải công nhận là cái cá mới vô thiệt, nhưng mà cái màu đẹp quá ha, đúng không? Màu đẹp ghê không? Vẫy vi rồi anh em thấy đều không? Chiều nay sẽ có nữa. Ê, có lỗ giữa nó thấy không? Làm cho nó thấy hả? Nè anh em, cũng thấy kỳ công không? À, ở giữa có lỗ nha, cho nó thấy nhau ấy nha. Nó thấy được cái mỏ à. Con nào đây là cá thay nước hôm bữa nè. Thay nước hôm bữa mà mình quay clip á. Trời đã không? Men cá sim này đẹp quá. Trời. Men cá sim này thì bao to đây. Sung chưa? Ồ đã. Nè, này ly thi nè. Thử cái nha. Đó. Coi nè. Này là cá cũ nha anh em. Này là cá cũ rồi đó, thay nước rồi đó. Bữa Di có quay clip thay nước á, nhưng mà Di chưa có kịp lên cho mấy anh em xem. Nói chung là nay công việc lu bu á. Hôm nay là chủ nhật rồi. Hôm nay hết hôm nay nữa là Di hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ôi dồi. Vô. Đâu vô. Thiệt tình đó là mình tới mình coi cá thì mình mê thiệt. Nhưng mà thả vô chăm cực lắm anh em ơi. Thấy chăm sóc cực quá. Ở trong đây là cá mới về á nè, để trong đây nè, dưỡng á. Chờ lúc nào rảnh cái lên hũ thôi. Còn bên đây là dàn cá mái. Có trứng hết rồi nha anh em. Cá mái có trứng hết rồi. Bên đây là cá con. Cá con mới nở. Nở quá trời, nở hết luôn rồi.
Ồ, quá trời. Mấy hũ có, để qua quay cá con cho anh em xem. Nói chung là nó nhỏ lắm nha anh em. Ráng dòm nha. Đó, thấy không? Nó lội nhiều lắm anh em. Đó, lội quá trời luôn á. Này là cá hình như mới có nở, mới có 2 ngày. Tầm đó. Đây cũng cá này. Này thì chưa đẻ. Còn đây thì có rồi đó, có cái con rồi đó. Nói chung chắc cũng khó thấy anh em à. Thôi quay sơ sơ vậy anh em xem thôi chứ. Rồi, hôm nay quay sơ vàng cá mới lên hũ cho anh em xem vậy ha. Rồi bữa sau Di rảnh là Di có điều kiện kiếm mấy chủ đề khác quay cho anh em xem. Hoặc là anh em có muốn chia sẻ về cái vấn đề gì đó thì anh em có thể bình luận ở dưới clip đó, ha. Di làm được thì Di cũng cố gắng Di làm cho. Còn nếu mà Di không biết thì Di đi hỏi anh Tú. Tú làm được thì làm chia sẻ cho anh em xem. Đây là cá sim nha anh em. Đây là cá sim. Mấy con cá này thì màu nó thì khỏi nói rồi. Tú chỉ chơi màu xanh thôi. Theo Di biết thì con cá sim nó có nhiều màu lắm. Nhưng mà Tú thích màu xanh. Nên là hầu như dạng cá sim này là màu xanh hết. Còn dãy này là có cá ly thi, có cá sim rồi đó nha anh em. Nhưng mà sau đợt cá mới lên này nó chắc tại do để cái nước vàng này nên là con cá nó mau thuần hơn anh em. Nên là cái màu con cá nó lên nó đẹp. Thật tình là rất là đẹp. Rồi chào anh em nha. Hẹn gặp anh em ở những clip tiếp theo.